Vừa mới đây, Mina Phạm hoàng hậu hai của đại gia Minh Nhựa đã có bộ ảnh đẹp long lanh chụp cùng chồng như cô dâu chú rể bên chiếc xế hộp thần gió, khiến cư dân mạng được phen há hốc mồm. Mina biểu cảm khá thẹn thùng như cô dâu tự sướng cưới sẵn sàng theo chồng về dinh. Kèm theo đó, cô nàng chia sẻ cả một ta tớt khá dài và sâu sắc, đại ý chốt lại là, sau cùng thanh nữ chỉ cần sống theo chuẩn mực của bản thân chứ không cần theo tiêu chuẩn của đàn ông. Ngay bên dưới ta tớt, Minh Nhựa bình luận đầy hờn dỗi rằng, sao không thấy khen chồng vậy? Mina tỉnh bơ đáp lại, đang khen mà. Có vẻ như sau một loạt lùm xùm thị phi đổ xuống đầu thời gian qua, hoàng hậu chồng Minh Nhựa đã chú ý đến hình tượng của bản thân hơn, thôi hẳn nghe kiếp riêng chỉ để tự sướng làm màu đăng lên trang cá nhân. Điều tiến bộ đáng khen là Mina không đi chôn ảnh người ta mang về ghép nữa, cô nàng xách vali đi chụp hẳn hình xịn ở nước ngoài luôn, đơn cử như chuyến đi Bali mới đây cùng Minh Nhựa. Thay vì Photoshop, Mina Phạm chuyển quý phái dùng ác xinh đẹp và đầu tư tự sướng. Từ giờ đừng ai gọi chị là Mina đạo chích nữa, chị đã lên đến cảnh giới khác rồi, ảnh của chị giờ chỉ toàn quý phái chảnh đúng đẳng cấp hoàng hậu đại gia mà thôi.